vô mạnh thì cả nhà ô hai con luôn vô mạnh sự chơi cá bự luôn. Rồi xin chào cả nhà mình nha, đang xem trên kênh của Nhớ Nguyễn Vlog nha. Hôm nay mình tiếp tục thăm lời cả nhà, chúc cả nhà có một buổi xem video vui vẻ bên người thân nha. Chúc cả nhà với cô dì chú bác anh em đồng nghiệp luôn làm ăn thành công trong cuộc sống nha. Mình hôm nay cái lời mình cũng tới cử nay cũng 4 ngày 3 đêm rồi cả nhà. Mình đã tới cái điểm thăm lò đầu tiên rồi nè. Mình chuyển camera trước cái mình thăm có cái mình đăng cho cả nhà cùng xem nha. Cái đầu tiên cả nhà thấy có dấu phóng nè, sập cây luôn. Rồi cái chè cả nhà cái đầu tiên cái chè nhỏ còn có lóc nhỏ. Còn cá lóc còn 300 gram, còn một cái quớt à. Thank you.
hai cái đây cả nhà. Sáng giờ ở hai cái. Kim còn tinh nọc phóng to quá, to sạc cây luôn, không biết còn cá không, nó nhô nữa nha, vô mảnh này cả nhà, ô hai con luôn vô mảnh rồi, sự trơn cá bự luôn. Này cái gì
Nhớ nhà đó nhà cái nhà ơi. Ồ, ơi. Con cá chê bự quá vậy. Này, trúng cá chê không? Này, trúng cá chê không? Ê, cá số 6 nó còn ngáy kìa, nó phải nó chóc cái ấy à. Cá chê khổng lồ, cái này con tiểu quá. Ờ, chị Sáu chị phải cá chê nó cậy ấy rồi chị. Ăn hết cho chị. Sao chị may để cái tay anh lấy cái tay em nha. Sao chị giữ? Sao chị giữ trừ cái thao ký. Nửa ký là còn 6 kg cá nữa nè. Thành quả hôm nay mình nên ông tầm lời được 6 kg cá. Để có người ta dặn mua cá chê ở nhà để lấy bắt cái. Hồi nè con cá này phóng xanh đựng bán anh ơi. Cá này nè cái mình nó giống như nó bị cắn lộn trong lợp á, cái nhà trong lợp cái nhà nó chóc da chày dãy trơn rồi nè. Con cá nè. Xúc không lấy. Cá này bự quá trời ấy bỏ đi, để thấm chanh nó đi. Kệ là xúc bên đó kìa. Lấy xúc ra. Chưa, xúc qua đi. Anh xúc cá ra đặng bán cho người ta nha. Cá đó mới thì em nói anh đó ăn cá rẻ đó ha anh. Nó nó như trống nó. Thôi nhưng mà thả đi, mình bán cho người ta ăn gì đâu. Nó cắn lộn nhau đó hả anh? Vô một cái lợp nó quá trời ấy. Cái lóc đó sao nó bị trời dậy không dậy nữa rồi anh? Hai con cắn lộn nhau đó. Chàng ơi uổng ghê không cả mình đó kìa. Cho mày lên thớt nữa. Rồi em xin chào tạm biệt cả nhà nha. Cho em xin một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ đi cả nhà ơi.